Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh ẩm thực Chồng TV nhá. Mình hôm nay sẽ chia sẻ cho các bạn đó là món bánh nhân nem. Mình có những các nguyên liệu chính đó là nguyên liệu chính là thịt xay. Mình đã xay sẵn. Miến và mộc nhĩ. Mình đã ngâm qua nước nóng rồi các bạn nhá. 2 quả trứng gà, hành khô đã bóc vỏ, vụn lên, mì chính, không thể thiếu được dầu ăn các bạn nhé. Dầu ăn. Ở đây mình sử dụng củ cà rốt cho vào sẽ làm màu thêm bắt mắt hơn là giòn bánh nhân nem. Chúng ta bắt tay vào chế biến các bạn nhá. Trước tiên mình sẽ đập hành khô nha các bạn nhá. Cho luôn vào chỗ thịt. Tiếp theo là mình sẽ thái miến các bạn nhá. Miến này mình đã ngâm nước nóng rồi các bạn nhá. Các bạn sẽ thái miến này. Miến này thái khúc các bạn nhá. Các bạn ăn nhiều thì các bạn cho nhiều. Miến khá là giòn. Thái khúc các bạn nhá. Bây giờ mình sẽ thái một đĩa các bạn nhé. Các bạn thái một đĩa bé là các bạn nhé. Đây là miến, mộc nhĩ, thịt băm và củ cà rốt mình đã băm nhỏ, mình sẽ đã cho vào đây. Giờ mình sẽ cho 2 quả trứng gà vào đây các bạn nha. Đó. Đây các bạn hãy cho gia vị vào nha. Đây là mình sẽ cho mì chính. Bên đêm, cho nên là 2 thìa bên đêm, mình sẽ cho 1 thìa rưỡi. Vậy như vậy thôi nha các bạn nhá. Bây giờ chúng ta cùng lấy thìa đảo trộn đều các hỗn hợp đấy nhá. Sau khi mình đã trộn đều và các gia vị đã ngấm đều như này rồi thì mình bắt tay vào gói nhé các bạn nhé. Gói các bạn nhé. Mình ở đây mình có sở hữu được những chiếc bánh nhân nem dế như thế này các bạn nhé. Mình bắt tay vào gói nhé các bạn nhé. Ít nhân ra. Các bạn dài đều ra. Cái này cũng có khả năng nhiều đấy. Không cần thiết là nhiều đâu. Đúng đấy. Các bạn gói được một phần già rồi, các bạn sẽ gập vào. Vớt cái này vào. Vớt vào mình nhé. Vậy, đây là hàng mới xin mình nhé.
Đây là thành phẩm của mình sau khi gói các bạn nhé. Bây giờ chúng ta phải bắt ra đây và dán nha. Sau khi dầu đã sôi thì chúng ta sẽ cho mấy anh em vừa nãy gói vào nhé các bạn nha. Từng cái một các bạn nha. We'll be right back.
sau khi đã dán bánh lên nem xong thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái linh hồn của bánh lên nem, đó là nước chấm các bạn nha. Mình có hai củ tỏi thôi. Đó. Bắt đầu mình sẽ làm cho các bạn nha. Đầu tiên đập dập hai củ tỏi ra các bạn nhé. Ở đây mình đã có nước mắm rồi các bạn nhé, các bạn đong cho mình 2 xẻ nước mắm này. Mình đã có rồi, mình sẽ cho tỏi rồi đậy đập dập bóng nhuyễn vào nhé. Các bạn sẽ để riêng ra, các bạn cho thêm mình thêm quả ớt vào đây nha, mình sẽ cắt quả ớt này ra. Ớt mình cũng đã cắt và cho vào đây rồi. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cho tỉ lệ làm sao cho nó vừa khẩu ăn nhá. Các bạn sẽ cho mình một thìa đường. Đấy. Một thìa đường. Và nửa muỗng cà phê mì chính các bạn cho vào. Các bạn sẽ cho mình 2 thìa cà phê nguội. Từng này các bạn kế tiếp các bạn cho mình thêm nửa quả chanh nhé, tầm như này. Và các bạn nguyến đều lên. Nước mắm chấm cho nem này thì các bạn cần chua ngọt các bạn nhé, nên các bạn đánh đổi vị ngọt lên vị chua lên cho mình rất là ngon các bạn nhé. Cái này là linh hồn của món nem đấy các bạn. Đây là thành quả của mình hôm nay đã gói bánh đa nem với các bạn nhá. Rất là đẹp các bạn ạ. Bánh đa nem dế rất là giòn. Mời các bạn cùng vào mâm với mình nhá. Đầu tiên là ngoái cái bát nước chấm lên các bạn. Xánh vào. Mình sẽ thử một cái nhá các bạn nhá. Mà mình sẽ không cắt ra nữa. Mình sẽ để luôn cả cái bánh đa nem này. Đấy các bạn này, nhìn này, rất là giòn. Và rất là giòn các bạn này. Đấy, và đấy, mình sẽ chấm cái nước chấm thần thánh này nha các bạn nhá. Sâu quá. Xin mời các bạn nhá. Bánh anh em dế rất là giòn các bạn. Thịt nhân ở trong rất là giòn đó. Vừa. Nước mắm thì chua nhiều ngọt. Rất là ngon các bạn. Các bạn này. Vàng ươm này các bạn. Đấy. Ươm. Ngon cực luôn. Chấm nước mắm thành thánh, cay cay chua chua và ngọt này. Ngon lắm các bạn.
sự là nước bánh ăn nem ngon nhưng mà nước chấm không ngon à. Là cũng không được đâu. Nước chấm thần thánh ngon lắm các bạn. Nước chấm là linh hồn của món bánh ăn nem này các bạn. Ngon các bạn. Video đến đây là kết thúc, mong các bạn hãy làm theo cách mình chia sẻ các bạn nhé. Ngon lắm các bạn ạ. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong những video clip sau. Bye bye.